Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Thái Gia ha. Hôm nay thì bên vườn em giới thiệu cả nhà mình 22 cây sứ thái ghép và cây zin luôn. Giá cây bán này có giá từ 30.000 cho đến 700.000 một cây. Đơn hàng em đi là trên 200.000 em mới gửi ha. Em ship hàng trên toàn quốc luôn ạ. Số điện thoại đặt hàng của vườn là 0981813055 ha. Rồi số 1. Số 1 là mình có cây một cốt chứ nha cả nhà. Cây này ghép giống Beauty của Đài Loan nha, hoa ba lớp. Cây một cốt, củ nó to bằng cái lon sữa bò nha. 30.000. Số 2. Số 2 là kim lân. Đây mặt hai kim lân. Giống này hoa thơm và hoa sáng rất là nổi bật luôn. Cây mình ghép 4 bo giá 100.000. Số 3. Ghép 3, số 3 là ti ti nha cả nhà. Hoa màu tím nè. Trời, ti ti tựa dài tàn đẹp củ già, cây chín bo 180.000. Đây, ti ti. Số 4. Số 4 ghép xuân ý, hoa ba lớp nền vàng cam có sọc, giống này có hương thơm, cây 6 bo 100.000. Số 5. Nguyệt Tâm 2, đây mặt hoa Nguyệt Tâm 2. Trắng. Sọc nha cả nhà. Trắng sọc hồng đậm luôn, ba lớp. Nguyệt Tâm 2 ghép 6 bo 150.000. Số 6 cây ghép hai giống, rồng đen 3 lớp đỏ viền với lại én, cây 7 bo 100.000. Số 7. Số 7 một cây củ hình hơi quái quái. Cây ghép Nguyệt Tâm 7. Cây 7 bo 100.000, Nguyệt Tâm 7 hoa 4 lớp chuyển màu, màu hồng sọc nha. Số 8 cây ghép hai giống, Phương Lam 26. 3 lớp vàng cam có sọc với lại thần tài 5 cánh màu đỏ. Cây 8 bo 120.000. Số 9. Số 9 là gốc sứ riêng nha. Hoa 3 lớp màu hồng tên kỳ duyên đây, hoa nó đây. Kỳ duyên. Củ to nè cả nhà. Củ này em chôn sâu để nuôi củ, nãy em phủi ra nè để cho mình xem cái củ nữa nha. Củ này nói chung rất là to. Củ này nhà vườn trồng được cỡ khoảng 2 năm rưỡi rồi đó. Gốc sứ riêng thế này, củ to, giá 100.000. Cây này là cái dạng củ nó dạng, cái thân cây này dạng vắng bay nha. Tiếp một gốc riêng nữa. Tên kỳ duyên luôn, 3 lớp màu hồng nè. Cây kỳ duyên này thì hoa dạng đột biến ha, màu hồng có lem lem. Cây này thì thân nó phân tàn nhiều nhánh lắm. Đây, em quay cận cho mình xem cái củ nó nè. Rồi, gốc sứ riêng này 100.000 luôn nha cả nhà. Số 11. Cái lô này thì ở vườn còn một ít nên em bỏ ra em bán cho mình giá 100.000 hết ha. Rồi, số 11, tiếp một cây riêng nữa nè. Cũng là kỳ duyên. Ba lớp màu hồng. Cây hoa này là hai loại hoa luôn nha, một cây nó ra hai loại hoa. Đây màu hồng. Cái này dạng hoa đột biến nè cả nhà, màu hồng ba lớp. Rồi còn nền hoa này màu hồng bình thường nè. Chung một cây luôn nha mà hai mẫu hoa. Rồi bóc lên gãy luôn. Đây cái mẫu hoa này, còn đây mẫu hoa bình thường. Rồi gốc này là 100.000 luôn ha. Gốc sứ riêng này 100.000. Tiếp số 12, 12 là hàng ghép. Ruby 5 cánh màu đỏ, ruby tàn đẹp nha, tựa dài tàn đẹp, tình trạng cây đang vô nụ khá là nhiều luôn. Củ chia làm 3 muối, ghép 5 bo 160.000. Ruby 5 cánh màu đỏ. Cây này cái tàn nhìn rất là bắt mắt. Tiếp 13. 13 là cây này củ rất là già, củ quái nè. Củ này là già chát luôn, củ quái. Ghép giống tím Bubble Bill. Cây 5 bo giá 80.000. Số 14. 14 củ này cũng hơi bị đẹp luôn, hơi bị đẹp nha. Đây 14 củ, nói chung là củ này hình hơi quái quái tí. Số 14 là ghép thần tài 5 cánh màu đỏ, cây 6 bo 120. Số 15, tiếp một mặt hoa 5 cánh nữa, tên là Tân Quý, 5 cánh đỏ hồng trắng nè. Ở vườn em làm những cái dòng 5 cánh thì chọn mấy cái loại màu hoa rất là rộ. Tại vì hôm qua có nhiều khách yêu cầu là hôm nay lên video cho xem là
cây dòng năm cánh, nên trong cái video này em chọn nhiều loại năm cánh cho mình lựa chọn ha. Đây, Tân Quý 7 bo 100.000, năm cánh màu đỏ hồng trắng. Tiếp 16, Ngọc Băng 3 lớp trắng tinh, cây 6 bo 120.000. Số 17, một chậu vô hai củ, ghép giống kim phá 3 lớp màu vàng, lớp bìa có lem đỏ. Giống kim phá này thì vàng đậm luôn nha. Cây mình 9 bo 120.000. Một chậu mà mình vô hai củ nè. Củ của mình là to tầm bàn tay xòe ra nha. 120. Em tiếp 18. 18 á, là ghép cây ghép 2 tầng. Cây hiện tại đang trong cái chậu nhựa dạng thế này nha. Ghép 2 tầng nè, ghép giống sĩ thư. Sĩ thư là hoa 3 lớp màu trắng viền hồng, giống này là hoa cực kỳ rộ, giống khỏe, hoa thơm, dễ chăm sóc. Rồi, cây mình ghép 2 tầng, tổng của nó là 6 bo, giá 200.000. Em tiếp 19. 19 là cây dáng nằm, ghép vân huế 7, 2 lớp màu hồng. Cây dạng dáng nằm nha cả nhà. Cây mình ghép 4 bo tựa dài, giá 100.000. Số 20. 20 đổ về sau là sẽ có 3 cây hàng VIP. 20 là mình có cây Zanda, hoa năm cánh nè. Nền nó là vàng cam và đỏ ha. Zanda thơm thoang thoảng nhẹ, cây tựa dài, tàn đẹp. Cây nó to quá, đem đi xa ra lấy cho mình xem tổng thể cái cây nó nè. Đây, cây Zanda nè nha. Tình trạng cây là đang nở một số, còn một số nụ còn trên cây nha. Cây mình 8 bo, giá 600.000. Tiếp 21, Thúy An 3, năm cánh màu tím. Đây, cái củ của Thúy An. Đây, năm cánh tím. Thúy An thì đang có nụ bằng đầu đũa hết à. Rồi, cây của mình ghép là 7 bo. 2, 5, 7 bo. Thúy An 7 bo, tàn đẹp, củ nhìn cơ bắp, giá 700.000. Số 22, một giống hoa thơm nữa nè cả nhà. Giống này hoa cực kỳ rộ luôn á. Ghép tỏa dương, hoa màu vàng có lem. Đây, tỏa dương mới vừa bung nhẹ nè. Để em phủi ra cho mình xem rồi. Tỏa dương màu vàng có lem lem thế này nha. Hoa rộ và hoa thơm luôn. Cây mình tựa dài, ghép 5 bo, giá 600.000. Rồi, hôm nay thì vườn giới thiệu mình 22 cây ha. Cả nhà xem, nếu yêu thích cây nào mình muốn đặt hàng thì cứ gọi theo số máy 0981813055 ha. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ạ. Rồi em cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ hàng. Chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ.